Xin kính chào các quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video này, kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với quý khán giả một mẫu thạch anh hồng được mài đánh bóng từ đá thạch anh hồng chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên. Trước tiên xin soi đèn quý vị cùng xem này. Độ thông đèn của đá cực tốt nhé. Thông đèn của đá quý vị sẽ quan sát thấy này. Độ thông đèn của đá cực kỳ tốt luôn. Quý vị quan sát thấy độ thông đèn của đá rất tốt. Viên này nó có chiều cao của đá là 25 cm. Và bề ngang này nó là 24 cm. Cái dáng của nó cũng tương đối là ngang dọc bằng nhau. Tổng khối lượng đá của viên này nặng là 7 kg. Và hiện cái mẫu thạch anh hồng này tôi đang giao lưu cùng với lại quý vị khán giả với giá là 1.400.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu hay liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099, chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Cam kết sản phẩm là hàng thạch anh hồng chuẩn thiên nhiên tự nhiên. Quý vị nào nếu phát hiện không đúng, tôi xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định đối với sản phẩm. Tất cả các chi tiết ở đây là đều được mài đánh bóng hoàn toàn là tự nhiên. Đánh bóng chỉ sử dụng nước và nỉ để đánh bóng lên. Đây, cái độ bóng này là bóng của chất đá. Bên tôi giao dịch thì có hai hình thức. Một là khách hàng chuyển khoản trước sẽ được ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc. Thứ hai, nếu quý vị không có điều kiện để chuyển khoản thì tôi sẽ nhờ bên giao hàng thu hộ. Tuy nhiên nếu mà thu hộ thì quý vị chịu giúp cho tôi phí ship. Và lưu ý khi mua hàng đó là quý vị kiểm tra hàng trước khi nhận hộ cho tôi. Tránh trường hợp đó là sau khi bưu tá về rồi quý vị mới có phản hồi lại là hàng gửi không đúng. Hàng bị sai lệch so với lại quảng cáo thì hoặc là hàng bị vỡ, bị gãy thì quý vị nên kiểm tra hàng trước khi nhận hộ cho tôi. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào. Hàng ngày kênh Đá Phong Thủy luôn có những video giới thiệu về các sản phẩm đá phong thủy, đá đẹp tự nhiên phục vụ đến các quý khán giả. Tất cả các vân đá ở đây là đường dạn, đây là đường dạn tự nhiên của đá. Đá tự nhiên thì vấn đề bị dạn, bị vân đó là điều không thể tránh khỏi được. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và nếu có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Đừng quên bấm đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.